Em chào các bác nhá, em Lâm này, lại lên tiếp bác một con tô đây. Con này của em là con tô Z96V. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em một chút đã. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàn, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Có một địa chỉ duy nhất và hai số điện thoại. Số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975360433. Để bác tiện thì cho em liên hệ với kênh nhà em. Thì trước mắt đây là một con tô Z96A2. Z96A2 thì con này nó sẽ sang đời 2015 và nó sẽ không cúng xoay nữa. Tất cả phím điều hướng và phím tăng giảm. Đấy. Tất cả các bác mua máy em đều sang tiếng Việt hết. Con này thì màu phấn hồng. Đấy, có AG cộng, có Eco. Nói chung sang dòng đời cao, dòng tô này rồi thì nó khá là đẹp. Đấy. Trong dòng máy giặt hiện tại em đi trường bây giờ dòng tô được đánh giá là cao nhất. Bởi vì là nó êm. Đấy, nó êm, trước tiên nó êm. Dòng ba la thì nó chạy bằng dây cô doa. Đấy, thì em quay qua máy cho các bác. Đấy, thì dòng tô với các hãng khác thì hiện tại bây giờ là vẫn là động cơ liền trục. Đấy, và con tô thì đánh giá là cao nhất bởi vì nó êm. Đấy, tem đây. Đấy, một số con tô thì nó sẽ bị bay mất tem bởi vì lý do là cái tem này đấy, nó là tem giấy. Thế khi người ta bọc băng giấy thì nó hay bị rách. Thế nên là có con còn con không. Thì các bác yên tâm là cái má Z96A2A1 này thì được sản xuất vào đát 2014 và 15. Đấy, con này thì được made in Japan, sản xuất tại Trung Quốc và nhập về nội địa Nhật. Đấy, tất cả các máy đồ điện linh kiện điện tử bây giờ của Nhật thì 100% sản xuất ở Trung Quốc. Bởi vì trong nội địa đất Nhật thì người ta không còn sản xuất nữa. Đấy, bởi vì người ta đặt nước thứ hai, người ta sản xuất và mang về nước người ta dùng. Đấy, vì nhân công nó rẻ hơn. Đấy, máy là máy giặt 9 cân, xây 6 cân, chạy bằng block ga 34. Đấy, máy nước vách nhất thì tương đối là đẹp. Đấy, dòng này thì nó xuống ổn rồi. Và con tô này thì nó chạy bằng sóc điện, cho nên là nó cân bố lượng quần áo vào, cho nên là cái sóc nó có tăng giảm độ cứng và độ rồi tăng giảm độ cứng mềm, cho nên là máy nó rất là êm. Đấy, rung nó không bị rung mạnh. Đấy, và nó không bị tiếng rét. Đấy, muốn một con máy thì nó có một lợi thế và một nhược điểm riêng. Đấy, dòng dây cô doa thì nó vắt khá là nhanh và em thấy quần áo của ba la rất là khô, khô hơn các dòng máy khác, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ kêu hơn. Đấy, được cái này và mất cái kia. Đấy, con này thì em bán cho các bác giá là 14 triệu. Đấy, 14 triệu đã bao gồm đổi nguồn, đã bao gồm phụ kiện đi theo máy. Hàng thì em cam kết hàng zin tuyệt đối, không sơn xi gì, nhựa trắng nguyên bản hết. Đấy. Đây, gioăng đây. Gioăng thì xanh nét đẹp đẹp luôn. Nói chung là led một con máy khá đẹp. Đấy. Lồng sáng như gương luôn, có nhìn thấy cả cái miếng nhôm luôn. Đấy, chưa bị mọt, chưa bị rung luôn, sáng cực kỳ sáng luôn và đẹp. Nói chung một con máy khá là chất. Đấy. Nói chung không có gì mà chê cả. Con này nó lên đời cao thì lồng chúng mắt vẫn rồi. Nói chung khá là đẹp. Đấy, zin toàn tập. Đấy, con này giặt 9 cân, xấy 6 cân, chạy block rồi. Đã 2014, giá là 14 triệu. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Đấy, hàng em bảo hành cho bác 1 năm. Bác nào lấy thì alo cho em. Hàng cực đẹp luôn. Đấy, dòng tô này thì nó được trung ổn sẵn rồi, nên là người em không cần phải làm gì luôn. Đấy, rất là đẹp. Bàn phím thì không mong chóc gì. Đấy. Đấy, nhiều bác bỏ xe không dịch tiếng Việt vào đi trước, bởi vì là không dính vào, bởi vì là khi góc mua mà em mới dịch, bởi vì là để nguyên bản như này để các bác biết là máy nó không bị bong chóc phím gì, nói chung là rất là nét. Đấy, con này thì màu lâu à, màu phấn hồng, kính là kính màu mật ong, nhìn khá là đẹp. Đấy, sang công nghệ mới, bao lấy thì alo cho em chào các bác nhá. Bao lấy thì alo, hai số điện thoại hình sẵn trên màn hình rồi. Đấy, nhà em thì ship 36 tỉnh thành, ở đâu cũng ship hết. Đấy, các bác lấy thì alo cho em chào các bác.